Đây thuộc địa phận của Tịnh Biên, An Hảo, Tịnh Biên. Lên YouTube. Ở Cây Me nè. ไปบ้านดาอันนี้บ้านดับรำเปลี่ยนไปเขาเอาเท่าไรก้อนเรียนก้อนให้ด้วยถือยูยูเลยลุ่ยสลายลงทีน้ำลายอ่ะไอ้เต่าเท้าเลยเท้าคอยกีกีลางทลายปุยไปดองแรงล็อก Mà coi sao. Anh đi mà công vô mà anh phi rồi hai. Phi rồi anh mà công bay rồi ha, buôn rồi, trăm rồi, mười rồi luôn anh thân kính. Rồi. Anh nghiệp. Chị chân thơ trai thơ sao nó luôn. Chuyện cả chi cả tham cây chuyện. Cái rau mới vậy, như cỏ vậy. Bò nó khoái ăn. Ở lâu vẫn thơ mà xăm phi tiết tới hồi dư dương bà cô sẽ ao ôm cha lụa chi đó. Bác thơm xăm phi tiết là có sai lụa chi lụa tham ơi. Còn là chúng anh cánh đó đó. Thơ dư dương sẽ nó tới sẽ bò nạ lụa chi với nhớ nè. Riêng mình chui ơi, trâu có lon thoai xong thử chung nghiệp. Dân chúng người ta phàn nàn ơi giờ. Có chỗ thì người ta cũng lấy rơm, người ta cuộn. Lúa rẻ quá, có 5.300 mà phân ure lên hình như 1 triệu, 1.2 triệu gì đó. Rồi mai cắt 300, 400, 500 vô trong đó đó, 400 rồi, 500. Ở xa vô xa à? Cắt tôi 100 thớt thôi. 400 rồi, từ đó. Thành cuộn cuộn còn rất nhiều nơi là rơm này là cho khi người ta cắt thì ai muốn tới lấy thì lấy, còn nếu mà lấy không hết á người ta đốt bỏ trên đồng. Có nhiều nơi ta nhiều người đốt á là nó
mất mù như là bị sương mù. Mà ra đây đây là 300 thước hoặc 200 thước, 400 ngàn, 500 ngàn một thông. Ngọt ngọt á, xa lấy. Đời lụa sở nên xa lấy nhỉ. Mà không được, mà không ban là đọc bao, phim đọc bao. Bờ trần ấy nhé. Mòn trần ấy. À, trần ấy. Mòn khát ai biết muốn khát ai. Tần. Bạn tổng mùi phuận không bạn á? À, ngày muốn đầu tháng nó kì à, kì chốt thamay á, bạn phải em phuận phần rồi. Là lấy dương chốt cục cái nữa, vừa cho lại. Anh tự sân ôi. Ngay trên cầu sân ôi nè, mình dẫn xuống á. Cái view kinh này nó đẹp. Gần gần đường thì 300, 350, còn ở sâu trong ruộng là 400. Là 400 ngàn công cắt á, một công đất á là 1.000 mét vuông á. Ông nông dân nào cũng la làng hết, nói lúa rẻ quá là không có lời, tiền phân tiền thuốc lên 2-3 lần, còn tiền lúa thì không có lên, có nhiều chỗ là xuống nữa. Ăn cắt lúa dê. Này là bầy dê. Dê mới tưởng là xe cắt lúa, nhìn xa xa thấy trắng trắng.
Hãy subscribe.